là mấy chị cũng admit là sư phụ là người đó. Hồi xưa là đầu tiên 10 năm trước tôi hỏi đức thầy là Chúa Giêsu là ai, cái đức thầy ông im 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 ông nói, ông nói ồ Chúa Giêsu là Bồ Tát, cũng như mua vị Bồ Tát. Thì đức thầy không có nói láo, cũng không có verify cho sư phụ. Cái sư phụ hiếp kỳ, tại vì mỗi lần khấn Chúa Giêsu ông không bao giờ xuất hiện, còn vị nào sư phụ cũng xuất hiện hết. 12 đệ tử khấn cái là rung rung đức ông Peter rồi ông John ông gì đó, rồi 108 thánh tử đạo rồi là xuất hiện, chứ có mình đâu mà không thích. Thấy thường mới hỏi tới hỏi lui cái lâu mình ngoài đó thì chồng con cũng vậy, chồng con gì hoàng cũng vậy, thằng An á còn dữ hơn nữa, cậu hồi xưa hương nó nhà tưởng nào ông lên núi sư phụ tôi thù thôi, thằng An nó quạo thằng An cái dân chơi mà có đến lúc nó gặp sư phụ nó xìu như con mèo cười. Vậy là mình cũng phải có cái nghiệp nặng thì mình mới làm phận đàn bà, rồi xong cái đó nhờ như vậy mà mình mới tu hành, mình mới hướng về tâm linh phải không sư phụ, như nó cũng có cái khổ đó. Thì họ tuy khó khăn hơi nhỏ nhặt nhưng mà sâu sắc, nhìn sâu, không có cái ngã cao như đàn ông. Còn đàn ông á cái nghĩ ta đây là chủ nhà, ta đây là khôn hơn phụ nữ, ta đây cái ta cái tôi của họ đó, và cái đó đi thì cũng kỳ này. Đàn ông nó cũng không có nhận ra, đàn ông Mỹ á nó cũng vẫn không có biết cái đó.
tìm lại được những cái năng khiếu mà những đời trước nữa, phải không sư phụ? Lúc đó con cũng giống như tiên nữ, cứ ngồi nhìn xuống trần, không dùng thần thông, con nhìn xuống trần, cái ngồi chơi uống nước, nhìn lại, người tính lại những cái thời gian ở đây. Yeah.